Hai đứa ở nhà nấu cơm, mẹ đi đặt ít bánh rồi chiều đi bán nhá. Kìa mẹ, từ nay mẹ không phải đi đâu cả, cứ ở nhà đi. Con sẽ gửi tiền về cho mẹ. Gửi tiền là thế nào anh? À không, ý anh là bây giờ anh về rồi thì để anh chăm lo cho mẹ, mẹ nhờ. Ừ, xem tình hình thế nào đã. Nhà con nói đúng với mẹ ạ. Em nhắc mẹ suốt nhưng mà mẹ chả nghe em. Bây giờ nhà con về rồi, bà cứ nghỉ đi cho nó khỏe. Em đốt đi bồ kết cho nó thơm, với ở đây nhiều muỗi lắm. Anh có muốn đi tắm không? Ở đây không muốn nước nóng đâu. Em đi đun nước cho anh nhá. Nhìn anh khác quá. Đầu đã có sẹo rồi, sao hẳn cạo hết tóc đi. Luyến, Luyến, Luyến. Anh xin lỗi. Ôi, cái gì? Lại cái gì nữa? Anh làm ở chỗ nào? Anh cho em ra đấy với anh nhá. Em dọn đồ cho anh. Kiểu gì mà anh chẳng chuyển về đây đúng không? Nhá. Thôi, về ở với mẹ đi. Rồi anh. Thôi nào, em phải thư thư cho anh một thời gian. Ít nhất là phải một tháng. À, anh nhận được lương rồi. Tìm một cái chỗ nào ở rộng hơn, đẹp hơn, đưa cả nhà mình về đấy ở, có phải thích hơn không? Em cứ thư thư cho anh một thời gian. Anh sẽ sắp xếp công việc của mình. Lúc đấy ổn thỏa rồi, mình mới có tinh thần để mình sống tiếp chứ. Em nghĩ mà xem, anh vừa mới từ trong Nam ra mà bây giờ đã đòi chuyển chỗ ở luôn thì chủ người ta cáu, người ta đuổi thì sao? Đúng không? Đúng rồi. Ừ. Thôi vậy, anh chịu khó làm một thời gian nữa nhá. Nhưng mà ấy, nếu mà ai gây khó dễ với anh ấy thì anh nghỉ luôn đi. Được gì phải cố. Về đây có mẹ với em rồi. Cứ để anh tính nhá. Về đi. Không. Về đi. Mẹ bảo này, nó đã về rồi thì con giữ nó lại, đừng có dễ dãi với nó quá. Chứ thoát đến thoát đi như thế, rồi nhỡ nó đi hẳn như 5 năm trước thì sao? Thì bây giờ mẹ bảo nhá, 5 năm rồi, giờ anh ấy mới quay trở về. Mình cũng phải để cho anh ấy có thời gian thích nghi chứ, đúng không? Thì biết thế, nhưng người thay đổi biết đâu mà lần. Ý mẹ nói là công việc gì thì công việc, nhưng mẹ với vợ ở đây rồi thì phải ở đây chứ. Mẹ em sao nhỉ? Hay là nhà con có nói gì với bà không? Nhà con tâm sự gì với bà? Không. Còn nó còn chưa tâm sự thì tâm sự gì với mẹ? Chả qua tính mẹ hay lo xa mà.